Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Trong buổi video ngày hôm nay thì em sẽ nói về những cái lợi ích khi mà các bác sử dụng lọc xì Davix 231 và cũng sẽ là hướng dẫn các bác cách sử dụng làm sao cho nó đúng cách và nó hiệu quả nhất cho dàn âm thanh nhà mình. Và trước mặt các bác đây thì chính là một chiếc lọc xì đó, hay còn gọi là Equalizer, đến từ thương hiệu DBX có mã là 231 các bác nhé. Thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi rằng là em ơi, lọc thì nên ghép trước vang hay là sau vang? Thì đó là anh em đang dùng vang và đẩy. Còn nếu như anh em dùng âm ni hoặc là vang liền công suất thì chúng ta chỉ có cách duy nhất là chúng ta ghép ở trên thôi. Đấy, nhưng vang và đẩy thì anh em có thể ghép trên vang hoặc dưới vang đều được, bởi vì main công suất nó vẫn ở dưới cùng các bác nhá. Đó, thế thì trong video ngày hôm nay thì sẽ nói về một số cái vấn đề mà các bác đang muốn là ghép làm sao cho nó hiệu quả nhất. Đó, thứ nhất là chúng ta sẽ chia ra làm hai mảng nhé. Chúng ta sẽ chia ra làm hai mảng. Mảng thứ nhất đó là anh em muốn làm tiếng nhạc nó hay và không liên quan gì đến tiếng mic. Mảng thứ hai là chúng ta sẽ là vừa làm tiếng nhạc cũng như là vừa làm tiếng mic. Đó, cái mảng này thì nó sẽ khó hơn. Đó, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mảng thứ nhất trước, đó là làm tiếng nhạc. Làm tiếng nhạc thì rất đơn giản rồi, chúng ta chỉ có cách là ghép ở trên vang, đúng không ạ? Trên vang thì khi mà tín hiệu từ TV đi xuống thì là nó sẽ vào thẳng cái lọc này và nó cấp ngược lại cho con vang, nó cấp xuống cho con vang cái tín hiệu khi mà nó đã xử lý cái tín nhạc xong, sau đó nó sẽ đưa xuống vang các bác nhé. Thì khi mà nó đưa xuống vang rồi thì vang sẽ làm nhiệm vụ là lấy cái tín hiệu nhạc hay nhất đấy, rồi cấp xuống đẩy để đi ra loa, đúng không ạ? Thế còn nói về cái tiếng nhạc đi xuống này thì chắc chắn là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tiếng mic rồi, bởi vì là vang nó chỉ nhận tín hiệu nhạc thôi, còn tiếng mic và cái tiếng mic thì nó sẽ không đi được lên lọc. Đó, tiếng mic từ vang thì nó sẽ đi thẳng xuống cục đẩy. Đó, đấy là cái phương án thứ nhất. Thế còn để chỉnh thì con này thì các bác có thể thấy rằng là con Davix này nó có tới mỗi một kênh nhé. Đây chúng ta các bác nhìn này, nó sẽ có kênh trái và kênh phải hai kênh. Đó. Nó sẽ có kênh trái và kênh phải hai kênh này. Thì mỗi một kênh này thì nó sẽ là tương ứng với một vế loa, là vế trái và vế phải. Thì các bác thấy rằng là mỗi một vế này thì nó có tới là 31 cần equalizer. Đó. 31 cần các bác nhé. Thì các bác có thể thấy rằng là em có thể đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 cần. Đó, 31 cần equalizer. Thì các bác có thể thấy rằng là cái cần equalizer này nó còn nhiều hơn ở trên vang số nữa cơ. Đó, nên là anh em chỉnh nhạc thì nó phải nói là bao phê rồi, bao sướng rồi. Anh em thích tăng giảm bát, trung bát, chung chép hoặc là chép rất là dễ dàng nhé, ở trên cái dòng lọc Davix 231 này. Đó, chỉ cần là chúng ta chỉnh theo đúng cái gu chúng ta thích thôi. Nhiều anh em chỉnh thì lại theo kiểu là hình sóng các bác ạ, hình sóng à, bát thì lên này, theo là hình chữ V trước. Đó, hình chữ V trước xong rồi bát chép lên. Đó, bát chép lên này, bát chép lên. Đó, thì chung lại xuống thấp. Đó, thì nhìn nó rất, tức là nhìn nó thì nó đẹp mắt thôi. Đó, nhìn thì nó đẹp mắt thôi. Thế nhưng mà để mà nó hiệu quả thì lại không có hiệu quả, bởi vì bát chép quá nhiều chung không thấy đâu cả. Đó, chúng ta nghe là chúng ta phải nghe full ranger, tức là chúng ta phải nghe đều cả ba giải. Đó, đúng không ạ? Thì bát thì đồng ý là các bác thích nhiều chép thì có thể tăng chép thôi. Còn bát và chung anh em vẫn phải cố gắng làm sao để cho cái tiếng nó ra nó hài hòa nhất, đúng không ạ? Đấy, thế nên là cố gắng là anh em chỉnh làm sao đúng cái ý thích của mình, chứ đừng chỉnh để nhìn cho nó đẹp mắt. Đó là một cái sai lầm khi anh em ghép lọc nhé. Đấy, các bác chỉnh tai mắt thì nó sẽ gây được méo tiếng và nó không còn độ hay nữa. Đấy, thì đấy là cái cách thứ nhất mà anh em nên chỉnh theo cái sở thích, bởi vì là cái này nó có khá là nhiều các cái cần equalizer. Đấy, nên là anh em muốn làm chủ nó thì anh em phải bỏ thời gian 15 phút cho đến 30 phút. Đấy, để các bác có thể là sử dụng cái chiếc vang này nó đúng với cái mục đích nó sinh ra. Đó, chứ không phải là chỉnh để nhìn cho nó đẹp mắt nhé. Chúng ta nghe bằng tai, không cần biết là trên này nó như thế nào. Đấy, đẹp hay xấu, nhưng miễn làm sao chúng ta di chuyển các cái cần equalizer này nó hợp lý nhất để nó cho cái chất âm nó tốt nhất.
đấy, bởi vì là sẽ không có một cái cấu hình nó chung cả, bởi vì là mỗi một dàn loa thì chất âm nó lại khác nhau đấy, mỗi dàn loa chất âm nó khác nhau, cho nên nó sẽ không có cấu hình chung, mà các bác hãy chỉnh theo cái đôi tai của các bác thích nghe kiểu như thế nào thì các bác chỉnh như thế, thế thì gọi là hay các bác nhá. Đó là cái thứ nhất, là nọc sẽ làm nhạc. Còn cách thứ hai là lọc nó sẽ kiêm cả nhạc cả mic, thì cái này nó sẽ khó hơn. Đấy, khó hơn thì trên kia thì em đã lắp đặt một chiếc lọc rồi, tín hiệu em sẽ lấy vào vang, đấy vang sẽ đưa tín hiệu mic và nhạc xuống lọc, lọc bắt đầu là đưa xuống đẩy đó, thì cái này nó sẽ chung nhau này. Ví dụ như là anh em chỉnh bát nhạc lên thì đồng nghĩa với việc là bát của mic nó cũng lên, đấy bát nhạc lên thì bát của mic nó cũng lên các bác nhá. Đó, cho nên là anh em sẽ phải hết sức lưu ý là chỉnh làm sao cho nó hài hòa, vừa là tiếng nhạc và vừa là tiếng mic. Đó, thì em sẽ quay lên trên này cho anh em nhìn này. Các bác nhìn em chỉnh thì không hề đẹp chút nào cả, đúng không? Đấy, cái này không biết thế này các bác nhìn có dễ nhìn không? Bởi vì cái này nó có nhiều các cái đốm trắng quá. Đây các bác nhìn nhá. Em quay thế nào cho các bác dễ nhìn với ta. Đây thế này. Thì các bác có thể thấy rằng là giữa cái giải em sẽ quay dưới thế này đúng không? Các bác dễ nhìn hơn này. Đấy, các bác nhìn nhá, hai cần equalizer em điều chỉnh giống nhau thì chúng ta sẽ ra được hai vế nhạc giống nhau nhé. Các bác chỉ cần chỉnh một vế, sau đó sẽ tăng hai vế giống nhau, đấy thì là hai loa nó sẽ ra chất âm giống nhau các bác nhé. Chứ các bác gạt một bên mà một bên các bác không gạt thì tức là chúng ta chỉ chỉnh được kênh A, nó kênh B chúng ta chưa chỉnh đó. Thì các bác thấy không, em chỉnh thì không hề đẹp mắt chút nào cả, không hề đẹp mắt chút nào, nhưng mà để tối ưu tiếng mic và tiếng nhạc thì chúng ta sẽ phải làm như thế này. Đấy, ví dụ như là cái bộ dàn nhà em bây giờ cái âm bát mic nó không được nhiều đúng không, âm bát mic không được nhiều thì anh em có thể là tăng cái tiếng mic ở đây, tăng bát mic ở đây đấy. Còn nếu như mà bát nhạc mà anh em mà thấy nó hơi nhiều thì cách thứ hai nữa là anh em có thể giảm bát nhạc ở đây ở dưới vang nhé. Đấy, giảm bớt bát nhạc đi đấy, thế này thì nó sẽ hài hòa cả cho cái tiếng nhạc và cả cho cái tiếng mic. Rồi chép đây các bác này. Đấy, em cho chép nó lên một chút thôi. Đấy, không hề lên nhiều nhé, lên một chút thôi. Đấy, để cho cái chép mic nó bén, nó nhận. Đấy, nó sáng. Rồi em test thử cho anh em cái tiếng mic này. Đấy, mà không hề lo hú rít nhá. Test thử tiếng mic cho anh em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, bát và chép nó rất là quậy và sáng quá. 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Và trong hú thì sao? Đấy. Thoải mái luôn anh em nhé. Đấy, rất là gần loa luôn. Đó. Thế thì với cái bộ dàn, có thể là với cái bộ loa này thì em thì nó chỉnh như thế này nó sẽ không gây hú. Thế nhưng mà có thể với một bộ dàn nào khác nó sẽ gây hú nếu như chúng ta chỉnh cấu hình như thế này, đúng không ạ? Như vừa rồi em nói là sẽ không có cấu hình nói chung thì chúng ta có thể cắt hú trực tiếp ở trên con lọc này. Đấy, các bác dò cho em từng cần một. Đấy, các bác dò cho em từng cần một nhá. Đấy, từ giải chép là từ giải 800-1 ký đây. Đấy, các bác dò cho em từng cần một, cần nào gây hú thì các bác giảm nó xuống. Đấy, cần nào gây hú các bác giảm nó xuống. Đấy, để nó cắt được hú. Đấy, cắt hú trực tiếp chỗ lọc này luôn, như là cắt hú trên con vang số. Vang số chúng em phải cắt như vậy. Đó, rất đơn giản nhá. Mà dùng lọc này nó rất là hiệu quả, đặc biệt là với dòng DBX 231 này. Đấy, em rất là ưng về những cái dòng lọc này. Nó chất âm nó vừa hay mà giá thành thì nó rất là rẻ nhé. Hiện tại mức giá thì chúng em đang có chỉ có 1.650.000 thôi ạ. 1.650.000. Đó, là các bác sở hữu luôn được con lọc rồi, chỉnh như vang số. Đó. Đó. Anh em mà cần tư vấn thêm hay có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được bên em tư vấn hỗ trợ, và xin chào các bác.